Khi nhắc đến những loại cây ăn quả trong khu vườn nhiệt đới thì có một loại cây được ví như viên ngọc giữa khu vườn với danh xưng là ông hoàng của họ cam quýt, là sự hòa quyện hoàn hảo của vẻ đẹp cũng như sự phong phú của thiên nhiên. Vâng, xin giới thiệu đến quý bà con giống cây thanh trà. Cây giống thanh trà có chiều cao từ 60 đến 70 cm. Đây là loại cây thuộc họ cam quýt, nổi tiếng với quả to, vỏ dày và vị ngọt dịu. Loại cây được trồng phổ biến ở nhiều khu vực nhiệt đới, cận nhiệt đới, đặc biệt là Đông Nam Á. Cây thanh trà là cây bụi hoặc cây nhỏ có chiều cao từ 4 đến 6 mét tùy thuộc vào điều kiện chăm sóc. Cây có lá xanh sáng, quả lớn với lớp vỏ dày. Trái thanh trà có hình tròn hoặc hình bầu dục, vỏ dày và có thể có màu xanh, màu vàng hoặc là màu cam. Hình trái thường ngọt và có ít hạt. Vì đây là loại cây cần có ánh sáng trực tiếp nên chọn cái môi trường có điều kiện ánh sáng trực tiếp chiếu vào từ 6 giờ cho đến 8 giờ mỗi ngày. Cây thích hợp trồng với điều kiện đất tơi xốp, có độ thoát nước tốt và pH của đất là từ 5.5 cho đến 6.5. Đối với loại cây này cần đảm bảo đất không bị ngập úng vì cây không chịu được đọng nước lâu dài. Đây là loại cây thích hợp trồng ở khu vực có điều kiện nhiệt đới hoặc là cận nhiệt đới. Nhiệt độ phù hợp nhất cho cây là từ 20 đến 30 độ C. Cây có thể chịu được nhiệt độ lạnh nhẹ nhưng không nên để cây chịu nhiệt độ dưới 10 độ C. Về phần chăm sóc loại cây này cần cung cấp nước đều đặn cho cây, đặc biệt là mùa khô, nhưng chú ý là không được tưới nước nhiều quá để tránh tình trạng cây bị ngập úng. Nên bón phân định kỳ để cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây. Sử dụng phân bón cân đối giữa các yếu tố NPK, nên cắt tỉa cành thường xuyên, đặc biệt là những cành khô héo hoặc là sâu bệnh để giúp cho cây có thể sinh trưởng và phát triển tốt hơn. Trái thanh trà sẽ được chín sau 6 đến 8 tháng khi nở hoa để biết rằng cây đã chín hay chưa. Bà con có thể là kiểm tra về độ cứng cũng như là màu sắc của trái. Trái thanh trà khi chín có màu sắc đồng nhất, dễ tách khỏi cành. Đây là thời gian thích hợp nhất để thu hoạch. Về phần cây giống, hiện tại đang được bán tại cửa hàng của Xuân Nông. Cảm ơn quý bà con đã theo dõi cùng Xuân Nông TV.